Vinbank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Tải Vion ngay, xem phim, show, bóng đá, truyền hình trên mọi thiết bị. Ở tập 3 vừa qua, 8 nghệ sĩ thế hệ truyền lửa đã kết nối thành công với 8 nghệ sĩ thế hệ tiếp nối, tạo thành 8 cặp đôi song ca của bài hát của chúng ta, Ao Sao Việt Nam 2024 mùa đầu tiên. Đại diện là cái OG của Bốc Thăm đi ạ. Họ đã được chia thành hai bảng đấu, bảng A và bảng B qua phần Bốc Thăm. 4 cặp trong bảng A sẽ là đối thủ của nhau, và 4 cặp trong bảng B sẽ là đối thủ của nhau. Cuộc so tài của những cung bậc cảm xúc chính thức bắt đầu. 4 cặp đôi tài năng của bảng A đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến âm nhạc. Quán quân à, là những cuộc đối đầu không khoan nhượng với những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc. Không chỉ là lần đầu tiên hai nghệ sĩ cùng kết hợp với nhau trên sân khấu, mà còn là sự tái hiện của những ca khúc mang đậm dấu ấn hoài niệm. Và cặp đôi nào của bảng A sẽ chinh phục được trái tim khán giả và giành được nhất bảng? Tất cả sẽ có trong tập 4 bài hát của chúng ta, Ao Sao Việt Nam 2024. Tấn Lan xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình bài hát của chúng ta, Our Song Việt Nam 2024. Quý vị và các bạn thân mến, bài hát của chúng ta, Our Song Việt Nam 2024 do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank. Thẻ VP Bank lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Cùng với đơn vị đồng tài trợ Vinamilk, công ty cổ phần sữa Việt Nam, Vinamilk Green Farm, sữa tươi hút chân không, vỗ về vị giác. Xin được cảm ơn One Music Việt Nam, đơn vị phân phối độc quyền bản ghi của bài hát của chúng ta. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào 21:15 Chủ nhật hàng tuần trên sóng của VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam, và sẽ được phát song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Quý vị và các bạn hãy tải ngay Vion về để xem sớm nhất và nét nhất bài hát của chúng ta, Our Song Việt Nam 2024. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, ca nhạc và truyền hình phù hợp nhất với người Việt. Vion không thể rời mắt. Và với live show đầu tiên, chúng tôi mong muốn mang quý vị và các bạn đến với một chủ đề mà tôi tin chắc rằng sẽ làm cho không ít quý vị khán giả sẽ bùi ngùi xúc động, bởi vì tất cả chúng ta đều có những cảm xúc đã từng như thế. Đó là chủ đề hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Đó là một khoảng thanh xuân của chúng ta mà không bao giờ chúng ta có thể quay trở lại nữa. Với chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ bước vào bảng A cùng với 4 cặp thi đấu. Và đầu tiên, xin chào đón cặp đôi Orange và Thanh La. Cặp đôi thứ hai, Vũ Thảo Y và Thu Minh. Cặp đôi thứ ba, Mai Tiến Dũng và Lily. Cặp đôi thứ tư, Lưu Minh Hữu và Ojanas. Hãy cho khán giả thấy sự khát khao của em đi. Ồ, đi tìm gì? Tìm gì vậy? Cam! Dạ! Đi tìm gì vậy? Con đi tìm đối thủ của chúng ta! Chúng ta! Ôi trời ơi! Trời ơi! Thật là phách lối! Khẩu khí khá lắm! Một lời tuyên chiến! Thu Minh để yên à! Ready?
Ready. Alright. Vũ Thảo My, Vũ Thu Minh, chị em Vũ Bảo, Tiên Đào Áo Song, sẵn sàng chấp hết. Cuộc chiến đã bắt đầu. Tôi không tin là Lương Minh Hữu bỏ qua chuyện này. Gọi nhà cửa, cây cối là sự vật. Còn chiến thắng của đội này là sự thật. Trời ơi. Lúc nãy giờ em với anh Dũng đứng đây giống như là đang nghe chuyện cổ tích á. Tại vì nó hoang đường. Hoang đường. Cam này kêu chiến thôi nhưng mà bên em có slogan không em? Gì em nhờ? Gì em nhờ? Gì em nhờ? Còn mà gì là sao? Orange Thành Lam chưa hát. Bắt rồi. Chưa hát rồi. Rồi, nhớ rồi, chưa hát, đã quên. Lại nào. Orange Thành Lam chưa hát, đã hát. Yeah. Và bây giờ, để tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho các đội, chúng tôi một lần nữa lại mời đến đây hai vị thuyền trưởng đầy năng lượng ngày hôm nay. Xin được giới thiệu thuyền trưởng Hữu Đăng over here. Và thuyền trưởng Mạc Văn Khoa và đây. Xin thuyền trưởng Hữu Đăng cho tôi biết mục tiêu của anh đến với chương trình Ao Sâu này để làm gì ạ? Dạ, ngày hôm nay em rất là vui và cái cảm giác của em là em đua idol. Em phải hết mình với những idol của em đang đứng trên sân khấu. Xin cảm ơn thuyền trưởng Hữu Đăng. Còn thuyền trưởng Mạc Văn Khoa thì sao ạ? Dạ vâng ạ. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời phan ruột mà lại không thương các idol ạ. Ngày hôm nay em tới đây đứng ở dưới này để đi đua idol anh ơi. Và các bạn ơi, ngày hôm nay bảng A 4 đội thi đấu với nhau thì 300 khán giả tại trường quay sẽ là những người quyết định điểm số của các đội. Sẽ có 2 lượt thi đấu, lượt đầu có 2 tiết mục tứ ca của các bạn ca sĩ trẻ và tứ ca của các vị OG. Chúng ta sẽ tính điểm từng cá nhân, sau đó tôi sẽ cộng điểm 2 cá nhân trong cùng một cặp đấu để ra điểm tổng của cặp đôi đó. Đó là điểm của lượt 1. Lượt thi đấu thứ 2, chúng ta sẽ thi đấu 4 bài song ca và quý vị khán giả chấm điểm theo bài và sau đó chúng tôi cộng điểm của lượt 1 và lượt 2. Thì đội có điểm số cao nhất bảng A sẽ có lợi thế của mình để bước vào live show 2. Chúc cho 4 đội sẽ hát thật hay và cống hiến những tiết mục tuyệt vời. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với bài hát của chúng ta Our Song Việt Nam 2024. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đấu ở lượt đầu tiên. Chúng ta sẽ bắt đầu với 4 ca sĩ trẻ. Và Trấn Thành xin được giới thiệu toàn thể quý vị và các bạn một ca khúc rất đặc biệt, Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Cho ai
Một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục Mong Ước Kỷ Niệm Xưa với Orgenas, Vũ Thảo My, Lily và Orange. Thật sự là những kỷ niệm đã trở lại rất là nhiều và chúng ta cảm thấy cực kỳ xúc động. Chắc mời chủ nhân của cái ca khúc này, ca sĩ khách mời Ngọc Anh sẽ cùng lên sân khấu trò chuyện với chúng ta được không ạ? Nhưng mà tràng pháo tay cho chị Ngọc Anh ạ. Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị và các bạn trẻ thân yêu. Chào Thành thân yêu. Chào chị yêu dấu. Cảm ơn Thành đã giới thiệu Ngọc Anh là chủ nhân của bài hát. Nhưng để mà nói chính xác thì là Ngọc Anh là một phần nhỏ trong bài hát này. Bởi vì Ngọc Anh muốn mọi người nhớ đến người đã sáng tác bài hát này. Và chúng ta nên dành một phút để tưởng nhớ và cảm ơn đến người nhạc sĩ vừa ra đi. Đó là người sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương. Một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương. Và Ngọc Anh cùng ba A đã mang bài hát này đến với mọi người. Ngay lúc này đứng ở đây nhớ đến ba A vô cùng. Và Ngọc Anh biết rằng là ở dưới này có rất nhiều bạn trẻ. Khi mà ba A hát ý, thì chắc chắn là các bạn chưa ra đời đâu. Những năm 1995 cho đến năm 2000. Ba A là năm nào không còn hát với nhau nữa? Ba A ra đời năm 1995 và dừng lại năm 2000. Bởi vì khi lúc đó Ngọc Anh có em bé. Và cái bài hát cuối cùng cũng chính là bài hát này. Khi mà ba A nắm tay nhau hát cái bài hát này, nước mắt cả ba đứa giàn giụa khóc ôm nhau hát bài hát này. Bài hát này rất rất là nhiều kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Ngọc Anh nghĩ là tại sao chúng ta lại không cùng hát với nhau một đoạn đấy nhở? Yeah. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi
trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Hay quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn chị, thank you. Cảm ơn. Cảm xúc của em về bài hát này như thế nào? Từ cái thời em học cấp 3 thì em cũng đã diễn văn nghệ rất là nhiều, nhưng mà cái thời điểm đó em chưa có cảm nhận được hết cái ý nghĩa cũng như là những cái cảm xúc của bài hát này. Cho đến ngày hôm nay em hát lại từng câu từng chữ nó mới rất là thấm. Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Em rất là mong ước là sẽ có một ngày nào đó quay trở lại từ cấp 3, tại vì đó là một cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em cho tới bây giờ ạ. Dạ. Lily bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 96. Ôi, Lily quá trẻ luôn các bạn. Hôm nay mặc cái áo dài nhìn y như học sinh thiệt luôn á, đúng không các bạn? Vũ Tommy thì sao, em hát bài này em thấy sao? Em cũng đã hát bài hát này rất là nhiều ở những cái lần thi văn nghệ hồi đi học. Sự thi là do hát hay gì là chắc là được lớp đề cử thi nhiều lắm đúng không? Dạ, em có được lớp em đề cử hình như năm lớp 9, lớp 10 gì đấy. Và may mắn cho em lại cũng được giải nhất đợt thi đấy vì bài hát này. Yeah. Giỏi. Nên trộm là vía mình lấy vía bài này nhá. Trộm vía đấy, em mong ngày mai em cũng lấy vía được như thế. Còn Ogenus thì sao, hôm nay lần đầu tiên anh nghe em hát sâu lắng tình cảm quá trời. Em cảm ơn anh Thành, em cảm ơn tất cả mọi người. Thì trường hợp của em khá là đặc biệt. Bình thường mọi người sẽ học 3 năm cấp 3, thì em đến 5 năm lận. Thì em đến 5 năm lận. Xem học kỹ vậy? Chuyện gì xảy ra với em? Em bị lưu ban, do quậy quá. Quậy. Nhưng mà chính vì là cái đặc điểm đấy, em được gắn bó lâu hơn, so với tất cả các bạn đồng trang lứa. Trời ơi, đây là một lý do tuyệt vời để lưu ban luôn á, thiệt á. Sao cái việc lưu ban mà nó nói nghe thơ mộng quá vậy trời. Anh thích cái suy nghĩ tích cực và văn minh của em. Chính vì thế cho nên là cái ngày phải chia tay trường cấp 3 đối với em thì em cảm thấy đấy là 5 năm rất là ý nghĩa với em. Mấy thầy cô có nói là con cuối cùng con cũng chịu rời trường rồi hả? Có nói vậy không? Thầy cô thì không nói thế ạ. Thầy cô bảo thôi lâu rồi mày ra trường mới cho tao nhờ. Dạ em xin hỏi chị Thanh Lam, chị nghe cái bài hồi nãy bốn bạn hát, chị có cảm xúc gì không chị? Chị thấy mấy bạn hát hay không ạ? Quá hay luôn ấy. Trong cái phần này thì thấy giọng của các bạn phát triển hơn rất là nhiều. Mà khi nghe những cái bài hát solo sau chương trình là sẽ thành những cái giọng ca mà số 1 của Việt Nam đấy. Rất hay. Ôi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chị thương chị đẩy nó lên số 1 lẹ quá mới. Cho bay phát vút lên số 1 luôn. Ok. Cảm ơn chị. Chị Minh thấy sao chị Minh? Khi mà các em hát bài này á, chị chìm đắm về những cái ký ức mà chị đã từng có. Và thật sự rằng là nước mắt chị cứ rơi. Bởi vì những ngày tháng đó cũng là những ngày tháng chị có nhiều kỷ niệm lắm. Và chị là chiến thần của tất cả những trường mà chị đến học. Từ các trường tới các quận và cho lên thành phố. Chị có nhất. Rất ít khi nhiều. Ogenus, ngày hôm nay chị em mình lại có một kỷ niệm, đó chính là chị đã từng biết một người mà đã lưu ban 2 năm để cùng ra trường với chị. Đã có người thay vì họ ra trường sớm hơn chị 2 năm thì họ đồng ý lưu ban ở lại 2 năm để đợi cùng học chung với chị thêm 2 năm nữa và cùng ra trường với nhau. Chứ bài đấy? Hát và ai câu đấy? Chuyện của Ogenus vừa rồi thật sự rằng là rất ai là vậy? Xúc động với chị. Ai đấy nói ra đi, cộng đồng mạng truy lùng người đó giùm tôi. Ai đấy nói ra đi, người này là người trước anh Hoài Sa. Trời ơi, trời ơi, nhiều thế, nhiều thế. Tôi cần một sự tìm hiểu của cộng đồng mạng. Chị tưởng là mối tình đầu là Hoài Sa. Xin lỗi. Xin cho lỗi tới anh thời ta. Điểm này thì rằng là hai chúng tôi đã yên bề ra thất, cho em xin lỗi anh. Eo ơi. Cảm ơn chị Tommy. Ok. Dũng, ngày xưa là em có học trung học ở Việt Nam không? Nếu em không nhớ lầm thì em đã được hát bài này trên sân khấu của trường cấp 2. Khi nhìn các bạn những bộ trang phục hôm nay, kỷ niệm cấp 2 ùa về, rồi kỷ niệm cấp 3 cũng ùa về. Người còn, người mất, cho nên... Tại vì có nhiều cái biến động xảy ra quá nha, đúng không? Nào là Covid, nào là thời gian, Thành cũng vậy, gần đây tự nhiên cái mình nghe thông báo là ôi, mày nhớ cái thằng bé gì đó ngày xưa học chung với mình không gì đó, nó mất rồi. Cái mình trời,
Hồi xưa mình gây lộn với nhau, rồi mình chơi với nhau, giận nhau, rồi lại huề. Tự nhiên bây giờ mình đang ở đây, mình nghe thông báo, ôi bạn mình mất rồi. Mọi thứ đều có thể xảy ra và nó nhanh quá. Hôm nay vô tình tiết mục này nó được mang lên sân khấu của Our Song. Tất cả chúng ta ở đây mỗi người đều nhớ về những cái kỷ niệm xưa của mình. Đó là những gì mà Our Song luôn muốn hướng đến mọi người, bởi vì rất đúng tiêu chí của chương trình, chúng ta đang du hành thời gian để trải qua rất nhiều cột mốc thời gian khác nhau trong cuộc đời của mình. Và hãy trân trọng thời gian các bạn nhé, bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu. Hãy yêu thương nhau nhiều hơn. Các bạn ơi, yêu nhau ngay bây giờ bên chọn Orange, mã số 01, Vũ Thảo My 02, Orgenus 03, Lily 04, bình chọn bắt đầu. Mọi người ơi, mọi người hãy cùng bình chọn cho Vũ Thảo My để Vũ Thảo My có thể tiếp tục gửi đến cho mọi người những màn trình diễn thật là Kelly. Thank you. Mọi người ơi, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò thứ tư là số bình chọn của Ly nha. Duyên dáng không bình. Dạ mọi người ơi, nếu như mọi người thích Lily thì mọi người bình chọn số 1. Nếu như thích Odinus thì hãy bình chọn số 1. Nếu như thích Vũ Thảo My thì hãy bình chọn số 1. Còn Khương Hoàng Mỹ, Orange thì cũng bình chọn số 1 luôn à. Mọi người ơi, mọi người có ưng ngoại hình này không? Mọi người có ưng giọng hát này không? Hãy bình chọn cho tôi còn nhiều cái cho mọi người xem lắm. Thế hệ của Minh từ trước tới giờ, khi mà mình hát xong á, cái niềm vui và hạnh phúc nhất là mình lắng nghe cái tiếng vỗ tay của khán giả, trân trọng, mỉm cười và cảm ơn. Nhưng mà thời điểm này thì Gen Z thẳng thắn kêu gọi bình chọn cho mình luôn, miễn sao để cho khán giả cảm thấy rằng là yêu mình, thích mình, bình chọn cho mình. Thời gian bình chọn đã hết. Một lần nữa, một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho tiết mục Mong Ước Kỷ Niệm Xưa với Orgenus, Vũ Thảo My, Lily và Owen. Thẻ VP Bank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa đến với ca khúc đầu tiên với 4 tiếng hát trẻ. Còn bây giờ sẽ là lúc chúng ta sẽ đến với bài tứ ca của các vị tiền bối. Nếu như chúng ta có mong một kỷ niệm xưa của 3A, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe Có Hẹn Với Thanh Xuân của Monster. Còn em khi đã tôi ngừng khóc, ngừng ôm những nỗi chờ mong.
cho phép mình được vui. Vì anh biết anh không muốn thấy em đâu. Nếu lỡ mai ngày vô tình thấy được nhau, hãy việc cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đắm đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta trong nỗi nhớ đông đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Nếu ta mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Wow, có ai để ý thấy cái gì không? Họ là những phiên bản của nhau, yeah. Rất là sung sướng là tại vì có lẽ đây là lần đầu tiên Dũng được hát chung với những thần tượng, cùng nhau cất lên một bài hát về thanh xuân như thế. Đó là Có hẹn với thanh xuân, và tất cả chúng ta đều có hẹn với thanh xuân của mình. Dạ, hôm nay thấy chị Lam trời ơi, vừa nhảy vừa hát. Có rối nhẹ không chị? Không có rối gì đâu, vẫn bình thường mà. Quá đáng yêu thương các bạn. Quá dễ thương luôn. Chị thấy tiết mục này như thế nào ạ? Đầy thanh xuân trong tất cả chúng tôi. Và chúng tôi rất là yêu nhau. Và Thu Minh hôm nay anh trang trở cho em đấy. Anh ơi, anh trang trở cho em đi. It's okay babe. Cảm ơn chị Thanh Lam. Thanh Lam mà số 01, Thu Minh 02, Lương Quốc Hữu 03, Mai Tiến Dũng 04. Mời các OG hãy hòa nhập xu thế kêu gọi bình chọn. Thật sự là Minh với cả chị Lam có nhìn nhau, Minh có ái ngại một thì chị Lam sẽ ái ngại nhiều hơn Minh luôn. Thế hệ của chị Lam cho tới thế hệ của Minh là chúng tôi không có quen với những chuyện này, chưa bao giờ phải làm những chuyện này cả. Tất cả các khán giả yêu quý hãy bình chọn cho chúng tôi. Không phải Thanh Lam phải kêu gọi bình chọn một... theo kiểu bây giờ chứ. Chức... là các bạn ơi, hãy bình chọn cho Lam Lam nào. À, sẽ bình chọn cho Lam nào à? Hãy bình chọn cho Thanh Lam số 1. Mong tất cả các anh chị và các bạn hãy bình chọn cho. Chưa? Ủa Thu Minh số mấy vậy? Trời ơi, ơi bà ơi, bà nhớ số của bà chứ. Sorry. Số bao nhiêu? Các bạn tự nói là các bạn tự nhớ nha. Với Thu Minh hãy bình chọn cho số 1. Số 1. Bởi vì đối với Thu Minh số 1 hôm nay là số 1. Số 1. Lương Bất Hữu tới bạn. Nếu thích hữu thì xin hãy bình chọn số 3. Và
Một và hai luôn hả? Trời, các oxy khách sáo quá. Thật ra cái này là văn hóa của các thế hệ nó khác nhau. Thế hệ tụi em thì sát hạt phải nói thẳng đúng không? Thế hệ tụi chị trong lòng muốn lắm nhưng mà không nói ra. Để trong lòng tôi dễ dàng đè đúng không? À, nói lắm tôi không muốn nói cái ra. Cái này là khoảng cách thế hệ nè anh em ơi. Chỉ có tại ao xôm đặc sản chương trình. Trời ơi. Mai Tiến Dũng, em đứng ở giữa hai thế hệ, cho anh cái nào giữa giữa cái coi. Dạ các bạn ơi. Ôi, nếu Mai Tiến Dũng là cos, fan là xin, vậy chúng ta Bình Phương là một. Hãy bình chọn cho Mai Tiến Dũng số phong. Số phong. Ủa? Dạ. Số phong. Ủa? Sao bình chọn mà toán học quá vậy? Không bắn số 1 đi mấy em ơi, đừng bắn số 4. Dứt đầu. 1, 2, 3, 4, bình chọn bắt đầu. Lâu lắm rồi không có cảm giác này, rất là vui. Gần gũi với khán giả của mình hơn. Và những cái cánh cửa mà chúng tôi tưởng là chúng tôi không mở ra được, thì bây giờ tự nó mở ra một cách nhẹ nhàng. Thanh Lam thì luôn luôn là được mời ở trong vai trò ban giám khảo. Và tự nói thật nhất, trở thành một thí sinh đấy, eo ôi khó quá. Nhìn thấy các cô chú khổ sở như vậy. Đó, con tùy thương cơ. Con hải dạ quá trời. Đó, đó. Hải dạ chưa? Xin được nhắc lại với các bạn, chúng ta sẽ có 4 cặp thi đấu với nhau. Ogenus và Lương Bích Hữu. Orange và ca sĩ Thanh Lan. Vũ Thảo My và Thu Minh. Ca sĩ Lily và Mai Tiến Dũng. Và bây giờ tôi đã có được kết quả từ ban tổ chức. Chúng ta có 300 khán giả bình chọn tại trường quay. Mỗi một ca sĩ sẽ có một điểm cá nhân. Cộng lại 2 điểm cá nhân đó sẽ là điểm tổng của cặp đôi. Tôi sẽ đọc cặp đôi có điểm số cao nhất hiện tại. Và dĩ nhiên là cặp đôi có điểm số cao nhất hiện nay thì đang là an toàn nhất. Và những cặp còn lại sẽ phải cố gắng thật nhiều cho bài song ca của mình. Xin được công bố cặp đôi có điểm bình chọn từ khán giả cao nhất sau 2 bài hát tứ ca là một cặp đôi nhận được 213 phiếu từ quý vị khán giả cho cả hai ca sĩ. Và đó là cặp đôi gồm một nam một nữ. Chúc mừng Ogenus và Lương Bích Hữu. Tạm thời dẫn đầu với các đội đối thủ, trong đấy có những cái tên như là Cô Lam hay là Chị Minh. Tuy là tạm thời nhưng mà cũng gáy được rồi, được rồi. Nhưng mà đấy mới chỉ là hạng nhất của tứ ca thôi mọi người ạ. Còn song ca thì mình vẫn chưa thể biết được. Nên là chị Hữu và Nớt hãy coi chừng đội của chị Minh và My nha. Tại vì là mọi người sẽ không biết được là đội của chị Minh và My sẽ mang cái gì lên trên sân khấu đâu. Trấn Lan xin được giấu lại điểm số của 3 cặp còn lại. Xin một tràng pháo tay đi chúc mừng cho cả 4 cặp đôi thưa quý vị. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung kế tiếp, đó là phần thi song ca. Và xin mời các vị OG đại diện cho cặp đôi bốc thăm thứ tự thi. Ok, xin cho tôi hỏi cặp đôi nào thi đầu tiên ạ? Chị Thu Minh và Vũ Thảo My thi đầu. Cặp số 2 ạ? Ogenus và Lương Vinh Hữu. Cặp số 3, Mai Tiến Dũng và Lily và chị Thanh Lam và Orange là cặp số 4. Chắc là thanks for
bạn partner của mình là bạn book ngay lá thăm đầu tiên luôn. Chị em mình lên đầu tiên. Khéo tay quá. Chơi sớm. Trời không, lúc đấy em thực sự em hoảng loạn đó. Tại vì em không biết là phải... Không phải cho, khéo tay quá. Khéo tay lắm ý. Không hề khéo tay. Lúc đấy là em không biết phải nói với chị như nào luôn á. Là mình diễn đầu tiên luôn á. Thật ra diễn đầu tiên thích mà. I'm happy. Chị thích hả? Chị thích. Thích mà. Oh, that's good then. Chị thích mà. Trời ơi. Và chị nói thiệt với em rằng là trong sự nghiệp ca hát của chị hát cuối nhiều, chị mệt mỏi lắm rồi. Hát cuối đợi cái gì đó. Cho nên là thanks babe. Yes. Yes, okay. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn cảm thấy nhàm chán khi ngồi tại công sở không? Một ngày làm việc của các bạn trôi qua như thế nào? Trong những lúc chúng ta chán nản nhất, chúng ta cần một chút gì đó để gọi là khơi dậy hứng khởi, thì lúc đó là lúc cà phê sẽ lên tiếng. Và với một ca khúc quen thuộc của giám đốc âm nhạc Khắc Hưng, cho tôi được phép mang một chút nhạc house đến với căn phòng làm việc nhàm chán này. Đúng với phong cách âm nhạc thời thượng hiện nay, mời các bạn sẽ cùng làm mới với ca khúc Cà Phê. Một cặp tay nồng nhiệt cho Vũ Thảo My và Thu Minh. Tôi phát sáng, oh damn, can't ignore that. Oh damn, oh yeah. Oh damn, oh yeah. Oh yeah, oh damn, oh yeah. Oh damn, oh yeah. Oh damn. Anh đợi biên, chờ đợi anh trên miên. Nhờ về anh phát điên, lỡ nhắn tin liệu anh có phiền. Chờ hồi âm thật lâu, rồi ngày nhắn một câu. Em ở đâu, anh qua tâm sự cho đến sau. Hạt cơ em đã lâu, đi chợ từ giữa trưa. Xịt một ít nước hoa, khóc chiếc cao vừa mưa tối qua. Nhìn cà phê cứ rơi, còn thời gian cứ trôi. Lòng buồn do nghi ngờ, chắc anh ta lại quên mất rồi.
coi như là nhảy bất chấp sinh mạng. Trời ơi, phóng từ trên bàn phóng xuống. Vỗ tay. Trời ơi, hai chị em tập bao nhiêu lâu mà liều mạng dữ vậy? Em và chị Minh chỉ có 2 buổi được tập với nhau, và với dancer đúng trong 2 buổi. Và idea mà nhảy từ trên bàn xuống dưới là của chị Minh nha mọi người. Chị Minh bảo là hay bây giờ cái đoạn cuối đấy mình đừng kết trên bàn nữa, mà mình nhảy từ trên bàn xuống đi. Here we go. Thực sự lúc đấy mình nghĩ trong đầu là ôi chết rồi, mình chưa làm cái điều này bao giờ hết. Mà bây giờ chẳng nhẽ OG nhóm mình đòi làm điều này mà mình say no thì không được. Không biết nói như thế nào, diễn tả như thế nào về chị Minh. Rất táo bạo. Và ngày hôm nay mới là chỉ có nhảy từ trên bàn nhảy xuống thôi. Nếu như các bạn yêu thương chúng tôi nhảy xuống đâu cũng được. Các bạn tiếp tục bình chọn cho chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi lần sau sẽ nhảy từ trực thăng xuống. Nhảy từ trực thăng xuống. Tôi cho máy bay đậu ra đây luôn. Vũ Thu Minh, Vũ Thảo My, Mãi Kêu Ly. Mãi gần lì à. Em phải nói thật là nó đã cả về phần nhìn lẫn phần nghe anh à. Nếu như mà công sở mà cứ sexy mà cuốn hút như thế này thì em nghĩ ai cũng đi làm công sở, không muốn về nhà nữa chị ạ. Và bây giờ các bạn giơ máy lên. Bình chọn bắt đầu. Thôi bây giờ như vậy đi. Mọi người không cần phải qua cái máy đâu. Tất cả mọi người cùng giơ tay lên một lúc là biết là 100% ấy mà. Come on nào. Come on nào. Yeah. Dưới kia nào. Come on. Đây này. Và thời gian kêu gọi bình chọn đã hết ạ. Vâng thưa quý vị, và một lần nữa một tràng pháo tay cho tiết mục Cà phê với tiếng hát Vũ Thảo My và Vũ Thu Mê. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Tải Vion để xem ngay loại nội dung hot nhất tháng 9. Chào mọi người, Trấn Thành đang có một đoạn phim ngắn mới vừa xem lại. Thiệt là nhớ kiếp ngày xưa lúc mà tụi mình thích đi chơi, chụp hình lưu niệm lại với nhau. Và tin chắc rằng là cái đoạn phim này ngay bây giờ Trấn Thành cũng sẽ phát lên cho quý vị xem. Hãy trở về những thập niên trước với Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỷ Niệm, với một chút pop rock. Và chào đón Ogenus và Lương Bích Hữu. Cho đến nay khi vầng trăng lên cao rồi mình, anh ngây ngô mong chờ ánh nắng mai. Đang vu vơ, đang hình dung trên con đường mình đan đôi tay. Vậy thì yêu hết mình đi. Bye.
chị Hồ dễ thương quá, đúng rồi. Vâng, anh thân mình sẽ cho nhau một kỷ niệm. Oh, Janus và Lương Bích Hữu các bạn ơi. Đáng yêu, đáng yêu quá. Hay vậy. Lâu lắm rồi mới thấy lại hình ảnh này của Lương Bích Hữu đúng không? Trời ơi, cái này là cái cảm giác idol hai thế hệ luôn đúng không? Hồi xưa mình nhìn cái hình ảnh này của Lương Bích Hữu ở HKT bao nhiêu lâu rồi? Hồi xưa ở HKT hát cái kiểu này lúc đó em có nghe nhạc cái thời đó chưa? Dạ em có nghe. Có nghe rồi đúng dạ, không? Em có trời nghe ơi, bữa nay hai chị em nhìn dễ thương quá luôn á, xuất sắc luôn á. Tôi nghe nói là Lương Bích Hữu của chúng ta dạo này để lấy lại vóc dáng của HKT ngày xưa, mỗi buổi sáng là phải tự chạy bộ 1 tiếng đồng hồ. Tất cả đều là nhờ vào những động lực mà các bạn truyền cho Hữu. Và cảm ơn Trấn Thành, cảm ơn tất cả những người bạn đã yêu thương Hữu cho Hữu cơ hội này để Hữu quay lại thêm một lần nữa với một vóc dáng cũng như là sự đón nhận từ quý vị. Cảm ơn rất nhiều ạ. Với cái ngoại hình này em nghĩ là chị Lương Bích Hữu có thể làm nghề thêm 70 năm nữa. Quá rồi em, 70 năm giống gì em. Mà làm ơn nha, cho tôi thấy cái hình ảnh này nhiều lần đi chứ là trẻ trung quá. Các bạn thích cái style này không? Vậy thì phải làm sao ạ? Yeah. Phải làm sao nhờ?
dễ thương quá không ấy. Hai chị em đứng đấy một tiếng đồng hồ cho tụi em ngắm được không, cho nó đai. Chứ 5 phút nó trôi qua nhanh quá. Và chị cứ mãi như thế này chị nhá. Cảm ơn các bạn. Các bạn nếu như yêu thích tiết mục này bấm số 1. Không muốn bình chọn cho tiết mục này bấm số 2. Mời bình chọn. Khoa ơi, số 1. Mọi người có thích tiết mục này không? Bấm số 1 đi mọi người ơi. Chẳng chờ gì nữa mà không vote hết mình đi. Hết giờ bình chọn rồi, yeah. Tiết mục đầu tiên đã quá sức và chuyên lửa cho tiết mục thứ hai. Wow. Yeah. Bạn rất tuyệt vời. Em cảm ơn cha, cảm ơn đi. Yeah, cảm ơn Hiếu nha. Yeah. Trời ơi, sao yêu xin chị cảm ơn các bạn đã bình chọn cho tiết mục. Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm với Oculus và Lương Bích Hủ. Chúng tôi sẽ quay trở lại với tiết mục tiếp theo, quý vị đừng chuyển kênh nhé. Trời ơi, cũng làm được nhiều trò đấy. Không ngờ. Có những chuyện vô cùng khó mở miệng. Không phải lúc nào muốn nói là nói. Khi khó nói nhất, chúng ta hãy mượn rượu tỏ tình. Mời các bạn cùng đến với những chất liệu âm nhạc điện tử hiện đại nhất. Và giờ một tràng pháo tay chào đón Lily và Mai Tiến Dũng. Đã va phải vào ánh mắt của chàng và bừng lên trong tim ta như một đống ở vành. Act cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn anh bên ngoài có lẽ em đứt mấy tấm hình đang face. Hey, anh làm tối cho nhờ, nếu rồi thì làm một ly. Em chỉ muốn cười mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột đi. Anh là chàng trai sĩ, phải nói với anh bằng những lời hay ho. Được ngồi với anh khi em cảm thấy mình cũng rất gì và này nọ. Em muốn thương nên anh bằng được cười thật xuyên. Cho anh cảm giác như em đang vui đi. Cũng lấy cocktail này nhưng lại say anh là chính. Mà em nói thật đâu không dám đùa đâu, anh đừng nghĩ đó là thính. Từng giờ đồng hồ trong chuông và trả một ai tầm quan tâm đến. Ly này ly khác và xe chơi trai hay ta mới chỉ hơi chuyển. Em mượn rượu để được giải bày những điều nói ra vẫn khó. À thì mà là em đã thích anh rồi đó, nó điều làm. Uống đi nào, hôm nay trời rất đẹp. Chính ra anh cũng hơi buồn lúc em. Đứng bên ai kia, khoác tay ai kia. Thôi em say rồi đứng trước em. Vẫn như rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu rằng lòng em có đang thấy rung động khi gần anh. Sẽ là cơ hội dễ nhất để người ta chân thật. Anh mừng dư tập tình đấy thì sao nào. Anh yêu em đấy thì sao nào. Hy vọng em đừng ngơ ngác như câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy cả ly vậy. Và dường như là ta đã thích tôi. Ta vẫn uống hết mà không một ly nào nhấp môi. Và hay say sưa và cũng lại sát ngồi. Nghe vai bên tôi em nói ra. Anh nghe anh rap thôi. Ta sẽ leo heo khắp phố phường vì giờ đây còn sớm chán. Những nụ hôn kẻ ô mặc kết cho chết tới sáng. Em có uống được tiếp hay không thì mình có thể thắc anh okay. Còn nếu như em đồng ý thì sau đó có thể về nhà anh. Ta đi chơi tiếp đi, bên nhau cho hết đêm dài. Đi đâu phải nói. Bao lâu không biết say, không được thoải mái như vậy. Sao rằng vào ngày mai hai ta là những nhau đôi khi không dám nhìn. Mặc kệ đời đi quan tâm chi, chỉ cần ngày hôm nay hãy ta thích nhau thật. One, two, three, go! Anh và
focus, aim for the prize. I'm on a level you can't hang. Hard work wins the game. Here comes the king, watch me reign. I keep my focus, aim for the prize. I'm on a level you can't hang. Hard work wins the game. Here comes the king, watch me reign. I keep my focus, aim for the prize. I'm on a level you can't hang. Thấy cặp này manh động lắm. Và Mai Tiến Dũng các bạn ơi, cặp này hơi quá đà. Hay không em? Hay hay hay. Bất ngờ kinh khủng luôn ý nhờ. Em thấy thế nào em? Dạ không nói lên lời nhờ. Tới cái còi nó còn không lên được tiếng mà anh. Em thấy sao em? Em xin được phép gọi tiếp mục này là một cái ghế vì không phải bạn tuyệt vời. Quá xuất sắc rồi, trời. Thiệt ra là một cái bài nào đó nó cũng nên có những cái punchline để mà làm điểm nhấn cho bài. Thì ai là người nghĩ ra cái khung trái tim thông minh quá vậy? Dạ, một lời cảm ơn cho biên đạo của bài này Tường Milo ạ. Cảm ơn Tường, dễ thương. Nãy hai anh em ke cái mặt vô chút xíu không làm gì trơn thôi mà nó la rần trời. Quá chấn động rồi em ơi. Thật ra là Ly và anh Dũng ở ngoài đời thì chơi cũng khá là thân rồi, cho nên là hai anh em cũng không có ngại gì nhau những cái cảnh tình tứ thân mật đó cả. Chỉ là trong lúc tập thì nhìn mặt anh Dũng hơi mắc cười. Chắc là mặt Ly cũng hơi mắc cười, cho nên là hai anh em hay cười cười vậy thôi. Chứ đương nhiên lên sân khấu mình phải khác, phải đem lại cái sự chuyên nghiệp và một cái phần trình diễn hoàn thiện nhất. Hai anh em đã luyện tập với nhau có ăn ý không? Anh em được có 2 buổi và mỗi buổi luyện tập thì thật sự là chỉ có 30 phút mà thôi. Nhưng mà chính ra là hai người ăn ý nhau đó nha. Tôi thấy là y như một cái band nhạc mà đã luyện tập với nhau rất là lâu rồi. Cho Dũng cảm ơn Lily rất là nhiều, là tại vì mọi người biết không? Dũng không bao giờ biết hát mà rap rồi hát nhanh như thế mà cô đó. Em ở đây. Nãy giờ tôi đang hỏi cái phần rap là ai viết lời hay quá vậy cưng? Dạ không, phần rap là trong bản chính nó là như à, vậy bản chính là vậy. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà trong bản chính là anh Big Daddy rap. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà con trai rap thì nó bình thường rồi, nên em nghĩ là bây giờ con gái cũng đi cua người ta được vậy. Nhưng mà em mới bắt đầu em rap. Không không, mà cái này xí nha, cái này quay là nó, chia sẻ thiệt nó. Tại vì năm Dũng học lớp 10, lần đầu tiên trong đời có một cô gái viết thư tỏ tình với Mai Tiến Dũng. Lần đầu tiên. Chắc bây giờ cổ hối hận lắm ha. Sao vậy anh? Không, tại vì đó lúc đó hơi dại khờ đúng không? Ai cũng đã từng khát khao, đã từng dại khờ đó. Tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ mà. Dạ. Còn em có bao giờ em đã tỏ tình với ai chưa? Dạ em thì toàn được người ta tỏ tình thôi ạ. Đúng rồi. Mà hôm nay các bạn thấy Lily mặc cái bộ đồ này xinh lạ thường nha, đúng không? Rất là dễ thương luôn, quá đẹp luôn. Nãy thấy Oceanus nhảy dữ lắm, nhạc này như nhạc của em thì phải. Không những là gu của em mà đây là một bài hát cũng rất là đặc biệt đối với em. Vì đây là một bài hát của người anh, người thầy, người chị của em, là anh Big Daddy và chị Emily. Trước kia khi mà em nghe bài hát này thì em đã cảm thấy là wow, bản hit này nó sẽ khó có thể mà thay thế được. Nhưng mà hôm nay anh Dũng với lại Ly thổi vào nó một cái làn gió mới, một cái màu sắc mới, làm cho em cảm thấy rất là phấn khích và đứng lên nhảy ngay. Lúc nãy nghe Dũng mượn rượu tỏ tình với Ly thì em ở dưới này cũng cảm thấy hơi chuẩn chuẩn đấy. Tuyệt vời. Hồi xưa chúng ta nghe bài của Big Daddy với là Emily, thì hôm nay chúng ta nghe bài của Dũng Daddy với là Emily đấy. Đấy. Hôm nay đúng Star Daddy luôn không anh? Đây cũng là Daddy, đây cũng Lily, có Ly đây. Nào không có lợi dụng người ta nghe. Mấy cái động tác này dễ bị voi cày ngựa xéo lắm nha. Voi cày ngựa xéo lắm nha. Voi không có cày cũng không xéo vậy em đâu anh. Mọi người để ý hồi nãy Dũng nói là Dũng chưa bao giờ biết rap. Rồi Dũng, Lily là coaching cho Dũng đúng không? Nhưng mà cái cá tính của anh chàng đi cua là do chính voi dạy cho Dũng. Dạ. Lạ không? Lạ không? Em sở thú không à? Tôi nghĩ cái gu của em là chắc là không có mượn rượu tỏ tình mà mượn tiền tỏ tình đúng không? Tôi nghĩ là ở đây cái người mà có khả năng mượn rượu tỏ tình nhất là chị thông minh của chúng ta thôi. Nữ hoàng ăn chơi. Xin. Sao chị? Chị đâu có tội gì với em đâu. Không mà thiệt, hồi xưa mà chị nữ hoàng phong trà. Mà đạn thẳng ngay với chị vậy em. Chứ gì nữa? Nè cưng. Dạ. Chị
là nữ hoàng nhạc dance. Thì chị xây dựng cái hình tượng của chị là phải như vậy. Chứ bên trong chị là chứ gì? Chứ còn chị là thanh niên gương mẫu. Ok. Ok. Mời bình chọn. Mọi người ơi, hồi nãy Dũng tỏ tình rồi, bây giờ Dũng cần những trái tim của mọi người. Số 1, số 1, yes, yes, thank you, thank you, thank you. À, mọi người nóng nhiệt quá. Không được, không được. Chị Tô Minh rất là nóng bỏng, chị Lương Bất Hữu cũng hết mình. Thì đến phiên Mai Tuyên Dũng không thể nào mà không hết mình của khán giả. Lê cũng khá là bất ngờ, tại vì là anh Dũng ở ngoài ảnh khá là hiền. Vòng trước việc mà thể hiện của anh Dũng nó không có đạt tới cái cảnh giới như vậy. Tim gan phèo phổi có gì do được cho hết. Cảm ơn các bạn. Mượn rượu tỏ tình, mời Tiến Dũng và Lily. Và chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục cuối cùng. Sau vài phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Hạnh phúc bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOWN từ ngày 19 tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị cùng đến với những chất liệu Afrobeat và World Music để cùng đến với một sự đổi mới hoàn toàn cùng một ca khúc cực kỳ quen thuộc, Bùa Yêu. Dành một tràng tay nồng nhiệt cho Orange và Thanh Lan. Thôi chỉ một lời, không yêu yêu anh, không yêu không
phận người ấm ân sẽ chia những phút giây trong dancers. À, đó các bạn. Qua dính bùi yêu chưa? Yeah. Mặt em qua thì sao? Em cổ vũ thụt cả coi đó anh ạ. À. Thụt cả coi đó anh ạ. Thụt cả coi. Ôi, con yêu cô. Có gì mà sợ yêu sao? Có gì mà sợ yêu say? Từ đó yes. Quá dữ rồi. Trời ơi, em ngồi dưới em coi thực sự là rất là xúc động luôn. Một tiết mục được kết hợp rất là đặc biệt giữa âm thanh ánh sáng và nhạc cụ dân tộc, và được phối theo kiểu world music, thì các bạn thấy là kết hợp tất cả những cái nhạc cụ hiện đại cùng với âm nhạc cổ truyền, đó là một cái sự giao thoa đúng nghĩa với tinh thần của Our Song chúng ta. Một tiết mục mang tính nghệ thuật cực kỳ cao, và một lần nữa một tràng pháo tay cho Orange và Thanh Lam đã mang đến một tiết mục rất mãn nhãn. Tập giờ cái bài này hai người đã làm việc với nhau như thế nào ạ? Mình có nên bật mí cái thời gian tập rất là ngắn ngòi của bọn mình không nhỉ em nhỉ? Ai cũng ngắn hết rồi, bây giờ mình làm hết rồi. Dạ, nhiều khi mình dài hơn cái mình quê đó. Bây giờ mình nhận dài hơn là quê đúng dạ, không? Dạ. Thanh Lam với cả Orange cũng như tất cả các cái bạn đồng nghiệp đều là chỉ có mỗi 2 ngày để chuẩn bị tập những cái vũ đạo và tập thật sự là tập với nhau. Lần đầu tiên có Thanh Lam ở trong Our Song. Cho nên là em cũng rất là áp lực ban đầu. Thì như anh nói là cô hát dòng nhạc của cô từ đó tới giờ, và đó là một cái đặc trưng của cô rồi. Thì bây giờ tưởng tượng một Thanh Lam hát trên nền nhạc Afro thì em cũng không có tưởng tượng ra được. Nhưng mà cuối cùng thì cô rất là cởi mở để mà nghe những góc nhìn của Gen Z tụi em. Cô cũng hỏi là làm sao học tập. Dạ đúng rồi. Cô cũng hỏi là làm sao để mà hát ra cái nhịp này. Cô cũng chỉ lại cho em là cái khúc này là con đừng có lên mũi nữa, con phải xuống ngực đi để cho nó thật là power. Thì trao đổi giao thoa giữa hai thế hệ. Một cái nữa mà em phát hiện ra ở cô Lam, một cái góc nhìn nó rất là con người. Tại vì bản thân em nhìn những cô diva, đối với em họ hát hay, xong rồi họ thành công, họ rất là hoàn hảo. Cho tới khi em gặp cô Lam. Cô Lam hôm qua là cái gọi là chấn gì động. Ta? Chấn động. Chấn động. Cơn chấn động. Panic attack là gọi là khủng hoảng tinh thần. Tự nhiên cô Lam nói với em, thôi trời ơi con hát cô đi. Đi về cô nghỉ đi. Đi về cô nghỉ đi. Đi về hả? Ủa thiệt hả? Em kiểu là cố gắng là tôi cũng ra mình đi đấy. Ủa chị mà cũng lo lắng hả chị Lam? Đó. Trời ơi trời, tôi đâu có ngờ chị tôi mà lo lắng. Trời trời thiệt tình. Cú hồn chấn động luôn. Thương ơi là thương. Trời hát hay mà hôm nay chịu nhảy nữa. Thì em nói thiệt á, em ngồi dưới em nhìn chị Diện em vô cùng xúc động. Xin hỏi các vị OG và các bạn ca sĩ thấy sao ạ? Còn nói gì được nữa.
em hồi nãy là chị Thanh Lam bật mí là chị Thanh Lam xem xong tiết mục đầu tiên của chị là động lực chỉ lên nhiều lắm, tại vì thấy là tiết mục quá giỏi, kinh khủng luôn, kinh khủng luôn, đột phá đó. Chị Lam nói là nhìn cái tiết mục của chị xong là phải vô tập điên đảo đó. Đó, tập kinh khủng luôn, áp lực kinh khủng đấy. Cô nói rằng là cô coi mà cô cảm động, cô xúc động lắm. Nhưng mà cô vừa nói mà cô vừa tập múa. Cô vừa nói nhưng mà cô rất là xúc động. Cô nghĩ rằng là đây là một phần trình diễn, nó rất là tạo động lực cho cô. Mà thật ra có hai cái luồng suy nghĩ. Một cái luồng á, đứng ở tâm thế là một người em rất là yêu quý chị. Hôm nay em nhìn thấy chị như thế này em cảm thấy em rất là hạnh phúc. Bởi vì kết nối để giữa chuyên môn và thị trường sẽ không bao giờ có khoảng cách cả. Thì là ngày hôm nay không phải bất kỳ ai đã làm được, mà lại chính là một người người ta không ngờ tới, đó là Thanh Lam. Ngày hôm nay chị đã làm được. Cảm ơn. Kết nối đấy là một luồng suy nghĩ, là một người em, một người đồng nghiệp nhỏ hơn chị. Và đây là một luồng suy nghĩ của đối thủ của chị. Thì tôi xin nói thẳng với tất cả các bạn, tôi bao nhiêu năm nay nhảy mệt lắm và hát nhảy đung đung. Mọi người đừng nghĩ rằng là tôi quen với điều này và bắt buộc rằng là bản thân tôi cứ phải như thế. Trong khi chị Lam ngày hôm nay chị lên, chị kêu quá à mọi người. Chị kêu quá à mọi người, rốt cho chị là không công bằng nhá. Eo ơi, eo ơi. Đấy, cái bộ mặt thật lại hiện ra. Đấy, rồi. Bộ mặt thật ngay với kêu chị luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chị pop luôn. Bên, bên. Đáp đi. Luôn, chơi luôn. Chơi luôn, nhưng mà trước khi chơi vót, trước tính sao nè. Mở rộng. Thích bố yêu không? Bên chỗ bắt đầu. Đây là lần đầu tiên mà Thanh Lam mạo hiểm là tham gia cuộc thi mà là khán giả muốn cho bao nhiêu điểm là mình sẽ chấp nhận và sẽ càng ngày càng phải cố gắng hơn để mà thu phục cái tình yêu của khán thính giả. Đây cũng là một cái đầy thách thức với cả Thanh Lam. Xin hãy vote đi mọi người ơi. Xin hãy khích lệ và vote cho Orange và Thanh Lam. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có gì mà sợ yêu sai? 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 Yêu sai. Có gì mà sợ yêu sai? Vâng, thưa quý vị, và một lần nữa bùa yêu với Orange và Thanh Lam. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự trở lại của bốn cặp đôi. Quý vị và các bạn thân mến, trước tiên thì Trấn Thành xin được thay mặt cho ban tổ chức của Our Song Việt Nam 2024 cảm ơn sự cống hiến của bốn cặp đôi ở live show đầu tiên đã cho ra những tiết mục rất tuyệt vời. Một tràng pháo tay nữa cho bốn cặp đôi với những bài hát rất hay từ đầu chương trình đến giờ, thưa quý vị. Đầu tiên, Trấn Thành xin được công bố điểm số của các cặp đôi ở lượt thi đấu hai bài tứ ca. Thưa quý vị, như tôi đã thông báo là chúng tôi sẽ không công bố điểm cá nhân của từng người, mà chúng tôi sẽ cộng hai điểm cá nhân đó lại thành một cái tổng. Và tổng điểm đó sẽ là điểm của các cặp đôi cho cả hai bài tứ ca. Ở giữa chương trình, chúng ta đã biết cặp đôi có điểm tứ ca cao nhất là Lương Bích Hữu và Orgenus, chiếm 213 phiếu. Cặp đôi ở vị trí thứ nhì chiếm 132 phiếu bình chọn từ khán giả là xin chúc mừng chị em Song Vũ, Vũ Thắng My và Thu Minh. Và hạng 3 đã thuộc về cặp đôi Thanh Lam Orange với 130 điểm, Mai Tiến Dũng và Lily 125 điểm. Hạng 4 ở vòng 1, thế nhưng thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều cuộc lội ngược dòng ở phần thi song ca thứ hai. Wow.
tôi có những số điểm lần lượt như sau. Điểm của đội hạng tư là 202 điểm cho bài song ca. Điểm của đội hạng 3 là 267 điểm. Hạng nhì cách hạng nhất 2 điểm được không? Hạng nhì 288 điểm. Và hạng nhất là 290 điểm. Một con số cao ngất ngưỡng. Sau hai cái con số này cộng lại, tôi xin được công bố số điểm đầu tiên của hai đội hạng 3 và 4 của vòng live show 1 lần này. Tổng điểm của đội hạng 3 là 415 và tổng điểm của đội hạng 4 là 392. Họ là đội Lương Bích Hữu, Orgenus, Mai Thiên Dũng và Lily. Đội hạng 3 là đội Lương Bích Hữu và Orgenus. Tôi không bằng lòng với kết quả này. Cái kết quả này nếu như vậy là rất hợp lý. Nhưng Orgenus và Lương Bích Hữu sẽ còn rất là nhiều thứ để cho mọi người xem ở những vòng sau. Thế là chúng tôi còn có thể làm được những gì? Có lẽ là lên phải đổi chiến thuật thôi. Thưa quý vị, hai đội hiện nay đang giữ vị trí nhất nhì bảng là sao ạ? Sao mời chị Minh ạ? Dừng ở lại đây xíu. Dừng lại đây xíu. Làm gì là em vẫn yêu chị. Dù hôm nay chị em mình hoa hậu hay á hậu thì cũng không sao cả chị ạ. Mi, tao với mày cũng vậy. Okay, đi. Rồi, ra đây rồi. Tao không yêu nhau mày rồi, giờ yêu xin tiếp đơn đi. Rồi. Có phép cùng hưởng câu hạ thì mình hưởng mình nha. Okay, cô bố này, cô bố này. Thôi, chị với em. Bài song ca 290 điểm từ 300 khán giả. Có tổng điểm là 422 điểm. Cách đội hạng nhì cũng 4 điểm là 418 điểm. Xin chúc mừng đội hạng nhất live show 1 Our Song Việt Nam 2024, bài hát của chúng ta. Và đó là một đội có hai thành viên nữ. Chị có hai thành viên nữ ở đây. Mặc váy. Ủa, ai cũng mặc váy hết vậy? Xin chúc mừng đội Vũ Thảo My và Thu Minh. Vũ Thảo My và Thu Minh. Như vậy đội Orange và Thanh Long hạng nhì đêm nay. Xin chị Thông Minh phát biểu cảm nghĩ ạ. Lâu lắm rồi mình không có được cái cảm giác này. Thật sự là xúc động. Cảm ơn ba mẹ thầy cô. Cảm ơn ba mẹ và thầy cô đã sinh ra em và nuôi dạy em. Và cảm ơn chồng con em đã thả em đi và em thi cái show này. Yeah. Trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà mình ngồi ở ghế khán giả và đi xem tất cả ba phần trình diễn của ba đội còn lại, thật sự và phải nói rằng là có một chút gì đó bắt đầu là lo toan đấy, và toan tính đấy, để triệt hạ tận gốc. Để triệt hạ tận gốc. Chuyện như thế này là mỏng mống, nguy hiểm, kinh quá. Âm mưu quá, âm mưu quá. Yeah. Sát nút đi nha, sát nút đi. Đúng rồi, mà rõ ràng là đêm ngày hôm nay mình cũng rất là vui, bởi vì sao, chương trình của chúng ta bốn đội là bốn màu sắc riêng biệt, cho nên là không thể nào mà nói rằng là ai hơn ai cả.
Nhưng chúng tôi có sự may mắn, đó chính là sao chúng tôi đã xả thân và liều mạng bằng cú nhảy của chúng tôi. Cho nên là đó chính là cái mà các bạn hốt cho chúng tôi, đúng không? Đúng không ạ? Cái cú liều mạng đó bây giờ thử tưởng tượng thôi. Chúng tôi gọi đó là màn biểu diễn bất chấp thân thể. Em hơn chị ở một cái rằng là em sẵn sàng lao. Em nghĩ rằng là chị không liều à. Làm sao chị liều đi? Ờ rồi đừng có đùa với chị. Đừng có đùa với chị. Cuộc chiến đã bắt đầu. Vâng và lần sau em thách chị luôn. Ờ chị thách em luôn. Mặc mini skirt cho em nha. Chị chơi luôn không xá gì đâu. Rồi. Và thưa quý vị, với chiến thắng đầu tiên ở live show 1, xin được thông báo đội của ca sĩ Thu Minh và ca sĩ Vũ Thảo My sẽ có một quyền lợi cho live show 2. Đó là đội Thu Minh, Vũ Thảo My được quyền chọn một trong ba cặp còn lại trở thành liên minh của mình ở live show 2. Và hai cặp còn lại dĩ nhiên sẽ trở thành liên minh. Cho nên là xin mời các cặp đôi cũng cho tôi biết ý kiến là có muốn chị Thu Minh về với đội của mình hay không. Xin mời đội Lưu Bích Hữu, đội có chia sẻ gì để lôi kéo Thu Minh về không ạ? Nói chung là sell đi mọi người, sell đi. Đầu tiên sẽ là điểm trùng hợp giữa hai đội chúng ta. Điểm rất rất trùng hợp. Đó là chúng ta đều thuộc cung hoặc đạo xử nữ. Oh yeah. Đúng đúng đúng, công nhận. Cái thông minh đấy, bắt đầu thông minh đấy. Là phong thủy là có nha. Đúng. Đó Lily muốn nói gì kìa. Em thấy đội chị đã xử nữ rồi, đội kia xử nữ nữa. Kiểu hai cái cùng dấu nó sẽ bị đẩy ra. Chị giống như là dương dương với lại âm âm, nó sẽ bị đẩy ra, nó không có ok. Nếu mà đã đẩy nhau thì đã đẩy nhau rồi. Đây hai hoa xử nữ đây mà vẫn đứng top 1 mà, đứng nhất mà. Make sense. Hợp lý. Có nghĩa là bên này là đứng nhất vòng 1, bên kia đứng nhất vòng 2. Đúng rồi. Cam, không lẽ em yên lặng gì sao Cam? Quấy lý. Bên mình có cái gì? Ủa, sao chạy nước mắt vậy ta? Ủa Cam, sao chạy nước mắt vậy? Tại vì là tại sao mà hai chúng tôi không bỏ bùa được bà Thu Minh? Dạ. À, bên tụi em thì là cái gì cũng có thể làm được, cái gì cũng sẵn sàng làm được hết. Sáng tác thì là tụi em cũng có thể. Làm nhạc thì tụi em cũng có thể. Bây giờ bắt luôn. Chị Lam là nhảy ở trên phương tiện chị nào xuống cũng được luôn. Gì nữa? Tụi em có một cái là biết rất là rõ và làm rất là giỏi, đó là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Trời ơi. Nhớ người em là không biết xấu hổ đâu chị. Không biết xấu hổ gì trơn á. Dạ. Em không biết chứ chị biết. Bây giờ như nào? Trước đây em cứ nói yêu chị, bây giờ em phải thể hiện tình yêu đi. Em không thể nào mang cái tình riêng của chị em mình vào làm một gánh nặng trong cái team của em được. Chiều không? Nói chị là gánh nặng đấy. Đúng đúng rồi. Tại sao chị lại nói như vậy? Trời ơi. Em ơi. Có thằng Lan là một báo giặc mà. Sao lại con bà khen mình hết lời. Sao bà bảo là chị sẽ là gánh nặng của em? Nhận thắng được nhiều quyền mà thấy ghét dễ sợ. Chảnh kinh khủng luôn. Chảnh kinh khủng luôn. Đợi luôn. Bảo chị là gánh nặng. May là mình ở hạng 2 mà. Không thôi mình chạy rồi. Thì sát nút đấy mà dám bảo chị là gánh nặng đấy. Thu Minh ơi, chặng đường còn rất là dài em ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể xoán ngôi một cực kỳ nhanh nhá Thu Minh nhá. Bình tín chưa đời. Tôi cảm thấy một cái niềm tin khá là mãnh liệt là chị Minh chị sẽ chọn đội của chị Hữu và Ocean. Em yêu chị rất nhiều nhưng em sẽ chọn hai bạn này. Như vậy, Thu Minh, Vũ Thảo My sẽ liên kết với Lương Bích Hữu và Ogenus. Mai Thiên Dũng, Lily, Orange và Thanh Lam sẽ là liên minh 2. Ta phải ở cái vòng đầu tiên là mình cũng đã thích Ogenus rồi. Và một cái điều là mình rất là thích Lương Bích Hữu. Bởi vì sao? Mình cũng đã thấy được cái khả năng của Hữu rồi. Mình muốn kết hợp với em để mà khám phá Hữu thêm nữa. Các bạn không chọn chúng tôi là một sai lầm. Tôi quá là vui bởi vì trong team của chúng tôi có hai nhạc sĩ trẻ. Nên là cái việc mà chúng tôi sẽ thông minh trong trình diễn và chọn bài và dựng bài thì đó là đương nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, luật chơi của live show 2 như sau. Hiện nay mỗi một liên minh có 4 ca sĩ độc lập. Chúng ta là những đồng đội của nhau, sẽ chuẩn bị đấu với những liên minh của bảng B. Và ban tổ chức sẽ giao cho mỗi một liên minh 4 bài tập ở
live show 2. Bài tập đầu tiên sẽ là tam ca. Bốn người sẽ chọn ra ba người để hát một tiết mục tam ca. Tiết mục thứ hai là tiết mục song ca với khách mời. Trong bốn người, ba người đã hát tam ca thì người còn lại sẽ liên kết với một khách mời của chương trình mang đến để hát tiết mục song ca với khách mời đó. Hai bài tập còn lại sẽ là một OG hát với một ca sĩ. Các bạn có thể giữ lại cặp đôi cũ hoặc đổi OG và ca sĩ mới đều được, tùy vào quyết định của người đội trưởng trong liên minh đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm bài phải bắt buộc dự thi. Trong bốn tiết mục mà liên minh đó phải dự thi, ngay bây giờ mỗi một liên minh sẽ chọn ngẫu nhiên bằng việc bốc thăm ra hai bài hát bắt buộc phải thi trong bốn tiết mục của mình. Các bạn có thể tự chia hai bài hát đó thành tam ca, song ca với khách mời, hay là hai bài còn lại cũng được. Mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình LED. Chúng ta có đường xa ướt mưa, nỗi nhớ đầy vơi, mưa phi trường và tiếng gió xôn xao. Và đây là bốn bản demo. Tôi xin hai thành viên của hai đội bốc thăm. Dạ. Núi sao? I love you. Núi sao không có tin. Sao không tin nữa. Tin đi chị. Dạ, nhưng mà bây mời. Giờ một, chị Minh bóc một, chị Lam bóc một nữa, và chị Minh. Rồi, xin mời đội trưởng Thu Minh cho tôi biết bài đầu tiên là bài gì ạ? Bài đầu tiên là bài số 3. Đội Thu Minh sẽ hát mưa phi trường. Xin mời chị Thanh Lam. Liên minh của Thanh Lam sẽ hát tiếng gió xôn xao. Điều mà mình cảm thấy tiếc nuối là trong nhóm của mình là ba người đều thích bài đó nhưng không bóc được. Đó là bài số 4. Xin mời chị Thu Minh. Chị Minh sẽ hát đường xa ước mưa. Và đội Thanh Lam sẽ hát nỗi nhớ đầy vơi. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi xin được khép lại live show đầu tiên của bạn A ở đây. Xin được chúc cho hai liên minh sẽ về có những chiến lược thật là hấp dẫn cho live show 2. Và xin một lần nữa chúc mừng cho đội của ca sĩ Thu Minh và Vũ Thông My đã chiến thắng cao điểm nhất live show 1 Our Song Việt Nam 2024 lần này ạ. Xin được cảm ơn sự công hiến của chị Thanh Lam, Orange, Mai Tiến Dũng, Lily, Lưu Bích Hữu và Orchinus. Xin cảm ơn sự cộng hưởng của hai vị thuyền trưởng Hữu Đăng và Mạc Văn Khoa và tất cả khán giả tại trường quay. Quý vị và các bạn đang theo dõi bài hát của chúng ta Our Song Việt Nam 2024 do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank. Thẻ VP Bank lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Xin cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Vinamilk, công ty cổ phần sữa Việt Nam, Vinamilk Green Farm, sữa tươi hút chân không, vỗ về vị giác. Xin cảm ơn Wanna Music Việt Nam, đơn vị phân phối độc quyền bản ghi của bài hát của chúng ta. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào 21:15 Chủ nhật hàng tuần trên sóng của VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam, và sẽ được phát song song trên siêu ứng dụng giải trí VEON. Quý vị và các bạn hãy tải ngay VEON về để xem sớm nhất và nét nhất bài hát của chúng ta Our Song Việt Nam 2024. VEON là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, ca nhạc và truyền hình phù hợp nhất với người Việt. VEON không thể rời mắt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 21:15 Chủ nhật tuần sau trên VTV3. Chào tạm biệt. Thật sự thì hôm nay em tới để em để cổ vũ cho tất cả các thí sinh, và đặc biệt là anh Phạm Duy. Và mặc dù bình thường anh Duy hơi ồn, hơi phiền, thật sự rất phiền. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì khi mà thấy một người trên sân khấu cháy như thế này thì em nghĩ rằng là lần sau không cần phải năn nỉ đâu, em sẽ tự đi. Em sẽ năn nỉ. Ok. Đúng, mọi người quá tuyệt vời. Hôm nay em mong rằng mọi người sẽ bùng nổ hết sức nhá. Ok. Liệu tình bạn ấy có bền lâu? Em nhìn đi, nó đến cổ vũ cho em mà mặc đồ còn chặt chém em luôn. Mang cái đầu nhuộm là có mục đích, được chưa? Đấy. Anh phấn rất trắng để hơn em. Are you ready for this? Uh-huh.
Nói đúng ra là Quang Linh đang suối bạn ấy nhảy đó hả? Đúng rồi đó. Trời ơi. Gì dễ sợ vậy? Ma phải đánh đập chửi mắng dữ lắm mới chịu nhảy đấy. Còn không cứ đòi đứng yên hát thôi. VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.